nhằm thảo luận và đánh giá xác định tiềm năng và cơ chế phối hợp giữa các doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và cao đẳng trong hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Vừa qua, Bộ Công Thương đã tổ chức hội nghị triển khai công tác phối hợp hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ giữa các doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và cao đẳng. Hội nghị đã đánh giá kết quả nghiên cứu ứng dụng chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển bền vững các lĩnh vực của ngành công thương trong thời gian qua thảo luận tại hội nghị các đại biểu cho rằng để nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ thời gian tới cần quan tâm ưu tiên kinh phí cho đầu tư phát triển tiềm lực thiết bị nghiên cứu và nguồn nhân lực cho các tổ chức khoa học công nghệ ban hành các cơ chế chính sách khuyến khích hỗ trợ các doanh nghiệp áp dụng các kết quả sản phẩm khoa học và công nghệ trong các dự án đầu tư mới đầu tư đổi mới công nghệ đẩy mạnh sự phối hợp chặt chẽ thực chất giữa các viện trường và doanh nghiệp trong việc đề xuất đặt hàng, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ chuyển giao của